Xin chào cả nhà, em tiếp tục lại lên sóng. Đây phải nói là một cái máy rửa bát cực phẩm của hãng Panasonic, công nghệ hiện đại nhất bây giờ các bác nhé. Mẫu mã thì siêu đẹp, tình trạng thì siêu mới luôn ạ, nguyên zin tuyệt đối 100%. Hình thức thì hàng đã là hàng lướt đấu giá rồi, là còn được tuyển chọn cực đẹp. Đấy. Bên em bán đấu giá thì không bán hàng xấu, chỉ bán hàng đấu giá đẹp. Các bác cần máy rửa bát đẹp thì cứ nhớ đến kênh YouTube của em Giang Vũ Hoàng. Đấy, cần máy rửa bát thì alo cho em nhé, rất là nhiều máy, giá cả công khai rõ ràng, tất cả các máy đều được bảo hành 1 năm, hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng thoải mái luôn. Một con máy siêu đẹp luôn, hàng đấu giá có những lưng tôn thành vách, bọn này khỏi nghĩ, mặt mũi trắng đẹp, nguyên zin tuyệt đối. Các bạn nhìn quá đẹp luôn, dành cho các bác khách hàng kỹ tính đấy, thích hàng VIP đẹp. Hiện tại thì bên em có một con hàng như này, EZ100 này, nó là hàng bãi thì giá thành rẻ hơn khá là nhiều, còn đây là hàng đấu giá, hàng lướt các bạn nhé, thì sẽ giá thành chênh hơn hàng bãi. Những con này thì em đều quay series cho các bác, series máy chuẩn luôn, 0225 bác nào mua gửi đủ siêu thì máy đi luôn. Đời năm sản xuất 2019, như ở bên Nhật thì họ dùng rất là ít các bạn. Những cái máy này thì bên Nhật gần như là họ lướt dùng đấy. Đấy, gần như là mua về chắc là nhà mấy vợ chồng trẻ mua về trang bị cho nó đủ nội thất, nhưng mà chắc không nấu cơm, cho nên là gần như không dùng đến mấy. Đấy, các bạn nhìn tổng thể đẹp mỹ mãn luôn. Chiều cao máy là 60 phân các bạn nhé. Thì cái dòng máy này nó có cái gì mà nó là cao cấp nhất, thì ngoài trang bị bên ngoài thì khá là giống cái dòng TH ở đằng sau kia các bác. Đấy, nhưng mà nó là cái dòng TZ, tên nó ghi TZ100 các bác. Đấy, các bác nhìn trên này thì cái bảng hiệu nó cũng khác so với dòng TH nhé. Nó là phím cảm ứng luôn nhé, sờ tay vào là đấy, cảm ứng thôi nhé. Yeah. Đấy. Có các chế độ rửa, số 5 bài rửa. 5 bài rửa thì các bác để bài nào có Eco Navi thì các bác để. Trong đấy thì các bác có thể chọn menu này được. Rửa với nước 40 độ này. Ví dụ mình có cái đồ nhựa gì mình không rửa nhiệt độ cao thì mình rửa với nước 40 độ là thôi. Cảm ơn đây. Sấy này. Không sấy. Sấy tăng cường. Thông gió. Rửa với nước nóng 80 độ. Hẹn giờ 4 giờ thao tác. Đấy. Phím cảm ứng công nghệ nano X khử khuẩn, đây là một cái mà duy nhất chỉ cái dòng máy này có thôi ạ. Tất cả các dòng đồ trước đồ lại không có các bác nhá. Đấy, con nào mà cần một con máy có khử khuẩn nano X giống y hệt như máy lọc không khí luôn. Những cái công nghệ này thì chỉ nói chung là chỉ có hàng nội địa mới có thôi ạ, chứ còn hàng xuất thì nói thật với các bác thì đừng bao giờ nghĩ coi những công nghệ này nhá. Xuất điểm cắt bớt đi rất là nhiều. Đấy, thì chỉ có nội địa thì nó mới trang bị full thôi. Vì trong cái đất nước Nhật ấy, hàng nội địa của nó rất là nhiều hãng cạnh tranh. Thế nên là không tốt thì không thể bán trong nội địa Nhật được. Là sao mà người Việt mình dùng đồ Nhật nội địa cũ vẫn còn thích hơn hàng mới xuất là như vậy. Vì chất lượng nó bác nào dùng thì biết rồi, nó là đứng đầu bảng. Cửa điện này các bác là chạm tay đây là mở nhá. Đấy, đấy. Nội thất thì như mới. Em mà chắc là đây đôi vợ chồng trẻ đó mua về không dùng đâu. Về đây máy này em không hề lau chùi bất kể một cái gì luôn nhé. Nó nguyên zin như nào nhập về nguyên thế đấy. Đây, còn chưa gọi là không làm gì vệ sinh bên trong cả mà nó như mới này rồi. Đây là cái tay phun nước thôi các bác. Nó rút ra được mà, nó chỉ có cái gì trong cả. Bơm nó quay ra cái quán tính này, nó đẩy cái nước này, nó làm quay cái tay thôi. Mới tinh luôn nhé. Giá trên, niềm mới. Nguyên một bộ ống và sách hướng dẫn sử dụng. Trong này em chả bóc ra làm gì. Từ bên Nhật mang về nguyên zin luôn. Đã trước như mới một cái hộp phụ để các cái thìa nhỏ và các cái đồ nhỏ thì các cho đây. Nói chung nó là siêu phẩm, đẹp, đứng đầu bảng trong dòng máy rửa bát Nhật. Siêu bền bỉ, tiết kiệm điện nước. Mẫu mã hiện đại sang trọng. Bác nào yêu cái đẹp, chịu chi, các bác chơi con này. Thực ra nó may giá thành nó khá là rẻ. Mẫu mã thì kích thước y hệt dòng TH đằng sau các bác nhé, nhưng mà nó kíp hơn đấy.
trang trí thêm một cái viền inox ở đây trông mà nó sang hơn hẳn luôn, đẹp. Mà này toàn bộ mica hết, dưới cũng mica, trên mica. Còn TH kia thì dưới là nhựa mica hết. Con này em bán là 10.900.000, 10.900.000 các bác nhá, bảo hành 1 năm. Bác nào chốt con này thì đặt cọc trước cho em 2.000.000 nhá, máy tiền to em muốn đặt cọc nhiều một tí, nguyên tin tuyệt đối luôn, vận chuyển toàn quốc, phí vận chuyển 150.000. Máy nhật sử dụng điện 100V, giá chưa bao gồm biến áp đâu ạ. À, hàng đẹp, hoa hậu. Để nhập được những con máy này không phải là dễ đâu các bác. Nhập những con máy này mà hàng đấu giá cực khó luôn đấy. Phải chỗ rất là thân tín mới đầu nhập thì mới nhập được. Chứ là không sẵn tràn lan như là hàng bãi đâu. Chào các bác nhé.